Không hẹn mà gặp, ba sản phẩm của BTS dắt tay nhau đạt chứng nhận bạc kim và vàng tại Mỹ. Đâu là bộ phận đỉnh nhất trên gương mặt của các thành viên Blackpink? Jennie Blackpink khiến fan tiếc nuối vì không bao giờ được nhìn thấy lại khoảnh khắc này. Tiết lộ câu chuyện về lần đầu tiên vì BTS đi máy bay vào 8 năm trước. Không hẹn mà gặp, ba sản phẩm của BTS dắt tay nhau đạt chứng nhận bạc kim và vàng tại Mỹ. Vào ngày 1 tháng 1, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ đã công bố các chứng nhận mới cho BTS. Và không hẹn mà gặp, trong danh sách lần này, BTS có tận 3 sản phẩm cùng đạt được tiêu chuẩn cho một cấp chứng nhận mới. Theo đó, bản hit mùa hè năm 2020, Dynamite của BTS hiện đã được chứng nhận 3 đĩa bạch kim tại Hoa Kỳ sau 1 năm 3 tháng phát hành. Chứng nhận cho Dynamite cũng đánh dấu lần đầu tiên BTS đạt được 3 đĩa bạch kim tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, ca khúc Light Girl On tốn gần 1 năm để chứng nhận bạch kim và vàng, và cuối cùng album BE đã được chứng nhận vàng. Tiêu chí chứng nhận của REAA, một bài hát được chứng nhận đĩa bạch kim với 1 triệu đơn vị tương đương. 3 đĩa bạch kim có nghĩa là một bài hát đã cán mốc 3 triệu đơn vị, một album nhận được chứng nhận vàng sau khi bán được 0,5 triệu bản, và những sản phẩm này của BTS đều vượt qua cột mốc này. Hiện BTS đang tích cực chuẩn bị để có mặt tại Los Angeles để biểu diễn concert trực tiếp BTS Permission to Dance on Stage Los Angeles trong vòng 4 ngày là ngày 27 tháng 11, 28 tháng 11, ngày 1 tháng 12 và ngày 2 tháng 12 tại sân vận động Sophie. Xin chúc mừng thành tích mới của BTS. Tiết lộ câu chuyện về lần đầu tiên vì BTS đi máy bay vào 8 năm trước. Đã 8 năm qua kể từ lần đầu tiên được đi máy bay, vì BTS đã trưởng thành lên rất nhiều khiến người hâm mộ trầm trồ không ngớt. Giờ đây, khi BTS thường xuyên đi khắp thế giới cho các chuyến lưu diễn thế giới và các sự kiện quốc tế, có lẽ khó mà nghĩ về khoảng thời gian mà họ thậm chí còn chưa đi máy bay, như gần 8 năm trước, đó là trường hợp của Vi. Trước khi được xưng tụng là ông hoàng thời trang sân bay, Vi thực sự chưa bao giờ đi máy bay cho đến khi còn là một thiếu niên và chỉ mới ra mắt trong BTS. Chuyến bay đầu tiên của anh ấy là vào ngày 23 tháng 10 năm 2013 khi cả nhóm đến Nhật Bản. Anh ấy trông thật đáng yêu khi nhìn quanh sân bay và cầm trên tay tất cả tài liệu để có thể nhập cảnh một cách suôn sẻ. Nhưng một fan sai đã chụp được những bức ảnh Vi bị bối rối đáng yêu bởi một thứ gì đó hoàn toàn phù hợp cho bất kỳ ai còn nhớ trải nghiệm sân bay đầu tiên của họ. Vi đã chia sẻ thêm một số thông tin về ngày của chuyến bay đầu tiên của anh ấy, khoảng một tháng sau khi nó xảy ra. Anh ấy đã đăng một bức ảnh của mình từ ngày hôm đó trên Twitter và tiết lộ rằng anh ấy đã vui mừng như thế nào. Nhắc nhở bản thân nhớ về lần đầu tiên mình được đi máy bay. Hồi đó mình bị cuốn hút đến nỗi mình đã chụp được hơn 400 bức ảnh máy bay trên điện thoại của mình. So sánh chuyến bay đầu tiên của Vi vào năm 2013 với chuyến bay đầu tiên mang hộ chiếu ngoại giao vào năm 2021 khiến người hâm mộ không khỏi xúc động. Bây giờ thay vì anh ấy chụp hàng trăm bức ảnh, có hàng tá người hâm mộ và các tay săn ảnh chụp ảnh anh ấy. Jennie Blackpink khiến fan tiếc nuối vì không bao giờ được nhìn thấy lại khoảnh khắc này. Blackpink đang là nhóm nhạc nữ nổi tiếng hàng đầu K-pop, tuy nhiên các cô gái YG lại có tần suất phát hành sản phẩm âm nhạc khá ít ỏi. Chính vì vậy, để vơi bớt nỗi nhớ nhung trong thời gian Blackpink ở ẩn, người hâm mộ thường đào xới lại những hình ảnh video cũ. Gần đây, một đoạn video của Jennie tại hàng ghế nghệ sĩ khi tham dự SBS Gyeongju Daejeon 2016 được fan chia sẻ trên Twitter với nhiều tương tác bình luận. Tại SBS Gyeongju Daejeon 2016, khi đó Jennie mới ra mắt được 4 tháng. Mặc dù trên sân khấu, Jennie cùng Blackpink trình diễn hai bản hit Babaya và Whistle cực bùng nổ. Tuy nhiên dưới hàng ghế nghệ sĩ, cô nàng vẫn hiện nguyên hình chỉ là một tân binh non nớt. Khi trò chuyện cùng Rose, Jennie khiến fan tan chảy trước biểu cảm tròn xoe mắt cùng đôi má bánh bao phúng phính siêu đáng yêu. Nữ idol sinh năm 1996 cùng rất nhiệt tình reaction các sân khấu với biểu cảm hào hứng xen lẫn hồi hộp đúng chất tân binh. Những hình ảnh non choẹt cách đây 5 năm của Jennie khiến fan bồi hồi nhớ lại thời tân binh nhiều kỷ niệm. Nữ idol đầy bỡ ngỡ khi tham dự một sự kiện âm nhạc lớn dịp cuối năm. Vừa ôm lại kỷ niệm, các fan vừa bày tỏ sự buồn bã khi đã quá lâu rồi Jennie không tham dự các lễ trao giải, lễ hội âm nhạc cuối năm. Những khoảnh khắc như trong fan cam này trở thành của hiếm, xứng đáng được cho vào bảo tàng của các fan. Những năm 2016-2017, cứ mỗi lần Jennie xuất hiện ở sự kiện là một lần cô nàng tạo viral với những màn trình diễn bùng nổ. Lần cuối cùng Jennie dự Gyeongju Daejeon của đài SBS là vào ngày 26 tháng 12, 2018. Gần 3 năm qua, Blackpink mắc hút tại các sự kiện âm nhạc trong nước. Năm 2021 sắp sửa trôi qua, nhưng nhóm nữ nhà YG vẫn chưa phát hành ca khúc mới. Có lẽ phải rất lâu nữa, các fan mới được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc visual của Jennie cũng như Blackpink tại những sự kiện tương tự.
Jennie thời đó trông thật trẻ trung và đáng yêu. Nhớ Jennie, nhớ những màn trình diễn cuối năm của cô ấy. Sẽ rất khó để thấy được hình ảnh này một lần nữa. Cô ấy đã trưởng thành, đã là tiền bối của nhiều đàn em và cũng sẽ hiếm khi dự ga vô đây chưa nữa rồi. 2016 và 2017 luôn là khoảng thời gian mà tôi thích nhất của Jennie. Thời mới debut thật nhiều hoạt động, bây giờ được nhìn Blackpink xuất hiện tại những sự kiện như vậy là điều xa xỉ với chúng ta. Em bé Jennie trên sân khấu thì ngầu thế, nhưng dưới sân khấu thì lại trong hồi hộp và lo lắng. Ước gì được quay lại thời Blackpink mới debut, tôi muốn được tận hưởng lại cảm xúc chờ mong nhóm ra mắt, chờ mong nhóm dự lễ trao giải, hồi hộp khi nhóm đạt được những thành tích đầu tiên. Đâu là bộ phận đỉnh nhất trên gương mặt của các thành viên Blackpink? Từ trước đến nay, môi trái tim luôn được xem là hình dạng môi tiêu chuẩn và đẹp nhất đối với người dân của khu vực Đông Á nói riêng hay châu Á nói chung. Cô chị cả của nhóm Jisoo chính là thành viên sở hữu được bờ môi đẹp theo chuẩn này đó. Đôi mô hình trái tim của Jisoo chỉ cần nhìn một phát là có thể thấy được và nhanh chóng bị nó hấp hồn luôn. Đó là lý do vì sao mà trong các bảng xếp hạng mô đẹp của thần tượng K-pop chưa bao giờ vắng mặt Jisoo. Với ưu điểm vượt trội này, Jisoo đã trở nên xuất sắc và vượt trội hơn rất nhiều trong các bộ ảnh quảng cáo son môi cho thương hiệu đình đám mà cô đang giữ danh phận đại sứ toàn cầu. Ngoài ra thì nhờ đôi môi điểm 10 này mà nó còn giúp tô điểm thêm nhan sắc vốn dĩ quá cực phẩm của cô nữa chứ. Còn Jisoo là một thần tượng K-pop với vẻ đẹp hoàn hảo, đúng là một câu khen ngợi chính xác và vô cùng chí lý. Không riêng gì các thần tượng mà người nổi tiếng nói chung của Hàn Quốc hiếm ai sở hữu được đôi mắt mèo độc đáo như Jennie lắm nha. Vậy nên mỗi khi Jennie xuất hiện là mọi người lại cứ chăm chú ngắm nhìn hoài, ngắm nhìn mãi đôi mắt độc đáo của cô nàng mà thôi. Một điều đặc biệt cần khen ngợi nữa là dù có trang điểm đậm, trang điểm sương sương hay không trang điểm luôn thì thứ đập vào ánh nhìn mọi người đầu tiên của Jennie vẫn là đôi mắt của cô mà thôi. Có lẽ nhờ vào đôi mắt thu hút này mà Jennie mới trở nên ấn tượng, đỉnh cao và đình đám ở tất cả mọi mặt được như hiện nay. Ngoài màu giọng độc đáo, vòng eo siêu thực và thân sắc ngày càng đỉnh cao thì bông hồng nước Úc còn có một ưu điểm vượt trội nữa là chiếc mũi thẳng vô cùng hoàn hảo. Có được chiếc mũi đỉnh cao này nên Rosé có thể bất chấp mọi góc chụp hai bên mà vẫn tự tin cho ra lò được những khoảnh khắc xinh đẹp và ấn tượng luôn. Nhìn mà tưởng tượng được ra cảnh chơi cầu tuột trên chiếc mũi của Rosé luôn đó. Mọi người thường kháo nhau rằng mũi là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc khiến cho tổng thể gương mặt trở nên xinh xắn và hài hòa hơn. Quả thật, có được chiếc mũi thẳng hoàn hảo như Rosé chắc phải sung sướng lắm. Bộ phận đỉnh nhất của Lisa ở phần gương mặt thì chắc chắn là phần tóc mái bất di bất dịch rồi. Điều này đã nổi tiếng và thậm chí còn có thời gian viral ơi là viral ở trên mạng xã hội nữa đó. Dù có nhảy sung cỡ nào thì tóc mái của Lisa vẫn vào nếp và đẹp chuẩn salon luôn đó. Điều này vừa hài hước lại vừa như là một bí ẩn thú vị trong lịch sử K-pop vậy đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.